Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh Chứng khoán TV của AZF Việt Nam. Ở kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu câu hỏi cổ phiếu là gì và những lợi ích, những quyền lợi của chúng ta khi sở hữu trong tay các cổ phiếu của các doanh nghiệp. Và ở kỳ này, hãy cùng với AZF Việt Nam chúng ta tiếp tục series chứng khoán cho người mới bắt đầu bằng một chủ đề mới, một chủ đề hết sức cơ bản nhưng cực kỳ cần thiết dành cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Đó là câu hỏi mệnh giá là gì và ứng dụng của việc phân tích mệnh giá trong việc đánh giá cổ phiếu. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu mệnh giá được ghi ở đâu trong cổ phiếu. Liệu chúng ta có nhìn thấy cái mệnh giá ở trong tờ cổ phiếu hay không? Vậy thì chúng tôi đang show cho các bạn ở đây hai tờ cổ phiếu. Vâng ạ, hay thông tin của Amazon và Starbucks, hai công ty cực kỳ nổi tiếng. Và đây đều là những cổ phiếu phổ thông, đều là common stock thôi. Ở trên hình thì có lẽ là sẽ hơi khó. Vâng, cái hình này của chúng ta không đủ lớn và cái dòng chữ không đủ lớn để chúng ta có thể thấy được là cái thông tin về mệnh giá được ghi ở đâu. Vậy thì, vâng, chúng ta sẽ cùng đến với cái hình ảnh rõ hơn. Một cổ phiếu của Starbucks được niêm yết tại sàn chứng khoán New York, đăng ký tại Washington. Vâng, chúng ta hãy để ý đến hình ảnh mũi tên. Giá trị mệnh giá của một cổ phiếu phổ thông, common stock, tương ứng với 0,001 đô la. Đây là thông tin mệnh giá của cổ phiếu Starbucks được ghi trên cái tờ cổ phiếu của nó. Vâng, vui một chút thôi. Và chúng ta hãy cùng đến với thông tin chi tiết hơn ở phần sau. Trả lời cho câu hỏi mệnh giá là gì? Vâng, mệnh giá trong tiếng Anh được gọi là par value hoặc face value, là giá trị danh nghĩa, là giá trị danh nghĩa của một cổ phiếu. Và như đã nói ở phần trước, mệnh giá được in trên mặt trên của cổ phiếu hoặc là ghi trong điều lệ công ty. Vâng, với tất cả các công ty cổ phần ở Việt Nam, trong cái điều lệ để thành lập công ty thì đều có thông tin của mệnh giá được ghi ở trong đó. Và ở Việt Nam hiện nay thì mệnh giá, vâng, các bạn có biết mệnh giá là bao nhiêu không ạ? Mệnh giá của một cổ phiếu theo pháp luật Việt Nam được quy định là tương ứng với 10.000 đồng. Có thể nói rằng ví dụ với 1 triệu, một doanh nghiệp nào đó phát hành ra 1 triệu cổ phiếu khi thành lập thì cái vốn góp của doanh nghiệp nó tương đương với mức là 10 tỷ đồng. Và cái mức mệnh giá ở đây các bạn hãy quan tâm, vâng, hãy quan tâm ở phần sau chúng tôi sẽ nói với các bạn nên quan tâm để tính toán ra làm sao khi các bạn phải sử dụng đến cái thông tin này. Và mệnh giá thì như đã nói ở phần trước, nó được dùng để xác định cái vốn pháp định hay là vốn góp của doanh nghiệp. Một công ty khi mà phát hành, khi được thành lập với cái mức vốn góp là 10 tỷ đồng thì nó sẽ phát hành tương ứng với mức là 1 triệu cổ phiếu được phát hành ra. Và cái mức mệnh giá này sẽ làm cái mức căn cứ cho các doanh nghiệp mà khi nó bán cổ phiếu ra bên ngoài thì cái giá trị của mệnh giá sẽ là cái mức thấp nhất, cái mức giá trị thấp nhất mà công ty bán ra bên ngoài. Ok, chúng ta đã cùng trả lời cho câu hỏi mệnh giá là gì? Vâng, nó là cái giá trị danh nghĩa của một cổ phiếu. Vậy thì khi mà ứng dụng và đánh giá của một cổ phiếu hoặc một doanh nghiệp thì chúng ta sẽ làm như thế nào? AZFIN sẽ đưa ra một số những thông tin cơ bản, một số những gợi ý hướng dẫn cho các bạn để chúng ta tiến hành phân tích cái mệnh giá của các doanh nghiệp để đánh giá xem cổ phiếu của nó có tốt không. Vâng, đầu tiên thì có thể nói là mệnh giá thì có ý nghĩa quan trọng với các công ty khi nó phát hành cổ phiếu lần đầu với các cổ phiếu phổ thông khi thành lập doanh nghiệp. Lần đầu tiên khi thành lập doanh nghiệp, có thể nhấn mạnh với các bạn là như vậy. Cái thời điểm là rất quan trọng. Và thứ hai, sau khi đã vận hành rồi, sau khi đã bán cổ phiếu ra thị trường thì mệnh giá không có tác động đến giá thị trường của cổ phiếu. Điều này cực kỳ quan trọng. Các bạn cần phải lưu ý đến, mệnh giá sẽ không có tác động đến giá thị trường của cổ phiếu đâu. Và cái mức 10.000 đồng thường thì nó sẽ có một cái ý nghĩa khi mà chúng ta nhận cổ tức với cái mức là ví dụ 10%. Nó sẽ tương ứng với 10% của 10.000 đồng. Tức là các bạn sẽ nhận cổ phiếu bằng
tiền mặt là 1.000 đồng. Vâng, đấy là cái ý nghĩa mà các bạn cần phải để ý. Nếu như một bạn nào đó, một nhà đầu tư nào đó, các bạn còn mơ hồ về cái cách tính giá trị cổ tức hay là cái việc mà áp dụng cái mệnh giá vào để tính cái giá trị cổ tức chúng ta nhận được khi các doanh nghiệp trả cổ tức cho các bạn ở mỗi một kỳ sau đại hội đồng cổ đông, thì hãy comment vào cái phần dưới của clip này và chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn. Ok, và đây là cái slide quan trọng nhất khi mà chúng ta xem clip này ở đây. Đó là cái việc mà khi các bạn phân tích cái mệnh giá của một cổ phiếu của một doanh nghiệp đang có trên thị trường, nó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Tại sao chúng tôi lại nói đến việc là mệnh giá thì không có tác động nhiều đến giá thị trường cổ phiếu, mà lại vẫn có thể dùng mệnh giá để đánh giá cổ phiếu đó? Vậy thì câu trả lời sẽ có ở ngay sau đây. Cổ phiếu của một doanh nghiệp nào đó có giá thị trường đang lưu hành, là đang giao dịch lớn hơn cái mệnh giá cơ bản, tức là 10.000 đồng đấy, thì cổ phiếu đó được đánh giá là... Vâng, cổ phiếu đó được đánh giá tương đối cao, và thông thường thì đó là cổ phiếu của một doanh nghiệp tốt. Còn ngược lại, nếu như cổ phiếu có giá thị trường nhỏ hơn mệnh giá, tức là nhỏ hơn 10.000 đồng, thì thông thường cổ phiếu đó không tốt. Hãy làm rõ hơn cái thông tin ở đây. Chúng tôi không nói tất cả các doanh nghiệp có cái giá cổ phiếu của giá thị trường của cổ phiếu là lớn hơn 10.000 đồng là tốt. Và ngược lại, không phải tất cả các doanh nghiệp có giá của cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường là mức nhỏ hơn 10.000 đồng là không tốt. Tuy nhiên, hãy nhìn vào câu chuyện ở đây. Nếu như các bạn đi theo cái trường phái phân tích cơ bản hoặc phân tích hoặc trường phái đầu tư giá trị, thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta sử dụng cái tiêu chí về mệnh giá để sàng lọc cổ phiếu, vâng, chúng ta sẽ chỉ nói đến những cổ phiếu có giá lớn hơn 10.000 đồng thôi, hoặc thậm chí là tối thiểu vài chục nghìn đồng, thì các bạn sẽ lọc lựa ra được một nhóm cổ phiếu. Thay vì phải nhìn nhận, phải đánh giá khoảng 1.000 cổ phiếu trên sàn, thì các bạn sẽ chỉ có một nhóm cổ phiếu khoảng một vài trăm thôi. Sẽ đơn giản hơn rất nhiều để chúng ta có thể lọc lựa được cái nhóm cổ phiếu như thế này. Vâng, và quay lại một chút với clip mà AZFIN Việt Nam đã nhắc đến ở cách đây 2 kỳ. Đó là các bạn hãy để ý đến nhóm cổ phiếu VN30, đặc biệt với những cổ phiếu, với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường, thì đó là lời khuyên mà AZFIN Việt Nam cực kỳ lưu ý các bạn. Hãy tránh xa những cổ phiếu có thị giá quá thấp. Có thể nó sẽ tăng giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, để an toàn cho những người mới tham gia thị trường, sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như các bạn quan tâm đến cái rổ cổ phiếu VN30. Những cổ phiếu, những doanh nghiệp mà đã được thị trường đánh giá là tốt trong một thời gian rất dài. Những cổ phiếu đó thường có giá ít nhất là vài chục nghìn đồng hoặc 100-200.000 đồng, chứ không phải là những cổ phiếu small cap hay mid cap có giá chỉ một vài nghìn đồng, sẽ rủi ro rất nhiều cho những người mới tham gia thị trường. Và để tóm gọn lại nội dung của clip này, chúng ta sẽ có một vài ý như sau. Thứ nhất, mệnh giá là gì? Là giá trị danh nghĩa của một cổ phiếu. Thứ hai, mệnh giá sẽ không có tác động nào đến giá trị giao dịch của một cổ phiếu trên thị trường sau khi doanh nghiệp đã bán nó ra. Và thứ ba, ứng dụng của mệnh giá và việc đánh giá cổ phiếu là gì? Đó là hãy để ý đến những doanh nghiệp có giá cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường lớn hơn so với mệnh giá cơ bản, tức là lớn hơn 10.000 đồng. Và hãy lưu ý, hãy để ý một chút đến những doanh nghiệp mà có giá trị của cổ phiếu đang giao dịch ở trên thị trường nhỏ hơn mệnh giá, những doanh nghiệp small cap, mid cap. Nếu như các bạn đang là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường, thì hãy đặc biệt đề phòng với những doanh nghiệp này. Và ở phần tiếp theo, 21 giờ ngày thứ 6, mùng 5 tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu giá trị sổ sách là gì và ứng dụng của nó vào đánh giá cổ phiếu. AZFIN Việt Nam rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Hãy tiếp tục subscribe, comment và chia sẻ những clip của chúng tôi để cùng AZFIN Việt Nam chúng ta đồng hành với nhau trên hành trình trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Chào thân ái và quyết thắng!